Chào mừng anh chị quay trở lại kênh đầu tư chứng khoán qua truyền Invest Phiên ngày hôm nay thì chúng ta kỳ vọng nó là một phiên No Demon 3 Và chúng ta có thể hiểu đơn giản cái phiên No Demon 3 ấy, Nó là một phiên mà tạo lập dừng giao dịch để kiểm tra cái tâm lý của nhà đầu tư nhỏ này Nếu sau cái phiên kiểm tra này thành công Ngày mai đẹp nhất, đẹp nhất là ngày mai kéo tăng luôn Kéo vượt qua cái đường cản chéo này Hôm trước thì mình có chia sẻ với anh em về ba cái tín hiệu cản ba cái tín hiệu kháng cự mà khi thị trường nó xác nhận vượt qua nó sẽ giúp cho thị trường chính thức xác nhận quay trở lại cái xu hướng tăng trong ngắn hạn thì cho đến thời điểm hiện tại thì thị trường nó mới vượt qua được hai cái tín hiệu kháng cự còn cái tín hiệu kháng cự là đường cản chéo nó vẫn đang lưỡng lự chờ cái động lực thúc đẩy của dòng tiền tạo lập tham gia kéo vào nếu như mà có dòng tiền quyết liệt của tạo lập tham gia trong một hai phiên tới có thể phiên ngày mai hàng về cuối phiên ngày mai thị trường hoạt động tích cực kéo tăng mạnh ngay lập tức hoặc là sang bên ngày kia nếu như ngày mai mà chưa kéo ngay mà thị trường xuất hiện một phiên rũ nó tạo thành một cái thế tạo thành một thế squat mà trong cái video hôm qua mình phân tích với anh em nó tương tự hoạt động tương tự như ngày 14 15 tháng 8 vừa rồi ấy. và sau đó phiên ngày kia thì phải kéo nếu như ngày mai không kéo ngày kia bắt buộc phải kéo còn nếu như ngày kia không kéo nữa ấy, thì thị trường này nó lại hình thành đến những cái rủi ro tiềm ẩn mà chúng ta cần phải lường trước cũng chính vì thanh khoản ở giai đoạn này thị trường thì vượt lên xuống đi được xác nhận nhưng dòng tiền tạo lập nó vẫn chưa tham ra Nên chúng ta vẫn vừa đánh Nhưng mà vẫn phải phòng thủ Vẫn chưa thể tự tin để tất tay Đặc biệt khi mà tạo lập nó chưa giải ngân Nó chưa có ý định kéo Thì chúng ta vẫn cần phải giữ một cái trạng thái trung lập Còn một khi mà một vài phiên tới Phiên ngày mai hoặc phiên ngày kia Nếu như mà xuất hiện một cây tăng mạnh Kiểu như tương tự ngày 16 tháng 8 là một này Hay là như phiên này Sau đó nó sẽ mở ra nhiều cơ hội để anh em giải ngân rồi thì anh chị em ưu tiên nhất những cổ phiếu có tính đầu cơ cao ấy có thể là nhóm banh có một số cổ phiếu cũng có thể là nhóm trứng có một số cổ phiếu mình đang nhận thấy là cái giai đoạn hiện tại ở thị trường ấy cũng chính bởi vì kéo lên nhưng mà không có dòng tiền tham gia nên mình nhận thấy là cái giai đoạn hiện tại thị trường nó có nét tương đồng với cái giai đoạn đầu tháng 7 tại sao lại có cái tín hiệu tương đồng với giai đoạn đầu tháng 7 kéo tăng nhưng mà dòng tiền không tham gia không có sự tham gia của dòng tiền nên nó dẫn tới là tính chất hoạt động của cổ phiếu nó cũng chính như thế nó thay đổi theo một số cổ phiếu nó sẽ hình thành một cái mô hình test đánh nhanh trong ngắn hạn sau đó nó sẽ bật tăng mạnh và sau cái thời điểm tăng mạnh của thị trường lại là cái thời điểm hợp lý để nhà đầu tư tranh thủ chốt lời tại sao mình có những cái đánh giá như vậy lát nữa mình sẽ đưa ra những ví dụ để anh chị em có thể hình dung về một cái mối tương quan giữa cái giai đoạn hiện tại và cái giai đoạn đầu tháng 7 có giống nhau hay không nếu giống nhau thì chúng ta cứ canh mua cổ phiếu ở cái vùng nền giá hiện tại mua cổ phiếu ở vùng nền giá là cái vùng khá là an toàn thì nó sẽ rơi vào hai trường hợp khi cổ phiếu tăng hướng lên nó sẽ giúp anh em tối đa được khoản lợi nhuận cái trường hợp ngược lại là trong trường hợp rủi ro cổ phiếu nó phá vỡ cái nền tích lũy đó thì anh chị em cần phải nhanh chóng thoát ra để tránh cái khoản thiệt hại nó lớn dần lên ở sau này rất khó để xử lý đấy là với những nhà đầu tư mà theo cái trường phái mua ở nền giá và tranh thủ chốt lời khi cổ phiếu nó bật tăng mạnh hướng lên anh chị em nhé thì đó là hai cái biến thể của kịch bản thứ nhất. Thì cả hai biến thể này mình đang kỳ vọng là sắp tới đều hướng lên, ít nhất là lên đến vùng 1260. Có thể sau khi tiến lên đến vùng 1260, cái dòng tiền nó lại tiếp tục suy yếu nhá, kéo nhưng mà thanh khoản lại cứ liệm dần đi, thanh khoản lại giảm dần và sau đó xuất hiện phiên bán, thanh khoản lại rất là lớn thì chúng ta phải phải chú ý. Những phiên kéo lên này thanh khoản vẫn rất là thấp. Thì chứng tỏ là thị trường nó đang có vấn đề anh em thấy không? Những phiên kéo lên này thanh khoản rất thấp luật và tiến lên dần cái cản kháng cự 1.300 này thì nó sẽ nở thanh khoản ra thanh khoản lại to dần ra thì chứng tỏ là thị trường nó đang vẫn đang tiềm ẩn rủi ro giai đoạn này thì trong trường hợp ấy trong nhiều mà sắp tới kéo lên đến quanh 1260 mà thanh khoản không gia tăng nhá không xuất hiện những cây kéo đặc biệt là nếu như trong 1.2 phiên tới mà xuất hiện cây kéo tăng nhưng thanh khoản nó vẫn chỉ rơi khoảng 450 đến 500 triệu cổ phiếu thôi nó không lan tỏa được dòng tiền thì anh chị em cứ canh lên cái quanh 1260 cộng trừ anh em chốt lời nếu như cái diễn biến này xảy ra thì khả năng thị trường sẽ hoạt động tương đồng như cái hồi đầu tháng 7 khi tiến lên đến cái vùng 1260 cộng trừ khả năng sau đó nó mới xuất hiện test xuất hiện rũ bỏ tuy là rũ bỏ từ vùng 1260 về 1200 thôi rũ khoảng 60 điểm thôi nhưng rất có thể sẽ có nhiều cổ phiếu nó giảm tới 10-15% đấy nên anh chị em vào mua muộn nếu như không kịp bán ra hoàn toàn vẫn có thể lỗ ngược luôn nên cái giai đoạn này, thị trường vẫn rất là khó đánh kiếm được lợi nhuận ở giai đoạn này rất là khó. Nên giai đoạn này cũng gọi là cái giai đoạn thanh lọc nhà đầu tư. Nhưng những nhà đầu tư mà kiên trì kiên nhẫn qua cái giai đoạn này, sau này khi thị trường nó vào con sóng lớn ấy, nó sẽ giúp anh chị em mang về khoản lợi nhuận rất lớn luôn. Thì không nằm gai nếm mật trên thị trường ở những giai đoạn khó khăn, những giai đoạn ảm đạm thì làm sao mà mang về lợi nhuận khi thị trường nó tăng hướng lên? Vì rất có thể nếu như anh em rời xa thị trường ra này thì sau này anh chị em sẽ quay lại thị trường khi nó tiến lên đến vùng đỉnh anh chị em nhá nên kể ở thị trường khó khó thì một ngày chúng ta giảm cái tần suất theo dõi thị trường xuống nhưng mà vẫn phải theo dõi ít nhất là một ngày khoảng 3 lần buổi sáng 1 lần rồi buổi trưa một lần buổi chiều một lần hoặc là giữa chiều một lần nữa là 4 lần thì vẫn cần phải theo dõi thị trường để còn bám sát cái vận động của thị trường nó đang diễn biến ra sao để nếu như mà cái cơ hội nó xuất hiện thì anh chị em có tận dụng kịp thời được không là lỡ sóng luôn anh em nhá hai cái biến thể của kịch bản thứ nhất mình kỳ vọng thị trường tăng hướng lên thì để mua ấy, thì vẫn phải chờ cái phiên bứt tiếp tục bứt tăng mạnh hướng lên nhưng thay khoản nó phải tham gia dòng tiền nó phải tham gia chứ nếu như mà tiếp tục dòng tiền không tham gia thì anh chị em kể anh em có giải ngân anh chị em mua ở cái nhịp này đánh thì đánh khoảng 30 tối đa lên khoảng 50 vốn thôi thị trường nó đánh như này thì chúng ta vẫn chưa thể full margin được nhưng một khi mà cái tín hiệu nó đủ mạnh mà xuất hiện mức cái đã tính sau và trong nhiều hợp nó tiến lên đến 1260 không vượt qua 1260 thì anh em chốt lời Đời chờ đợi chờ nhịp tới và lại sau anh em nhá có cái kịch bản rủi ro hơn là thị trường tiếp tục hoạt động theo kiểu luyện dần đi trong khoảng 3 phiên tới không có tiếp tục không có xuất hiện cứ đi ngang quanh vùng này thôi thì khả năng là sẽ có một nhịp test luôn test thì test luôn về một hai không thì về canh về một một chín mươi nó mở ra những cơ hội để chúng ta thăm dò vẫn ưu tiên cái tỷ trọng vừa phải vẫn phải chờ sau này nếu như nó test ngay thì vẫn phải chờ thì nó quay lại xuống thì đó mới là thời điểm chúng ta múc lại mua lại giải ngân lại anh em nhá nhé hai kịch bản mà thị trường nó có thể diễn ra mình thì mình kỳ vọng là kịch bản thứ nhất nó xảy ra hơn kể cả ngày mai có rũ hay là ngày mai tăng mạnh luôn thì sao chúng ta chờ được một hai viên tới là trả lời ngay cho chúng ta là thị trường nó trả lời ngay cho chúng ta anh em nhá và sau đây mình sẽ bước sang cái phần số 2 mình sẽ chia sẻ với anh em mình sẽ phân tích và chia sẻ với anh em về một số cổ tiềm năng có thể nó sẽ tiếp tục test lại cái gap được mở ra ngày hôm qua sau đó nó mới bật tăng mạnh hướng lên. Nó hoạt động vận động thì tương tự như cái giai đoạn đầu tháng 7 này thì cái phiên tăng mạnh này sau cái phiên tăng mạnh là thời điểm phù hợp để anh em chốt lời. Chốt lời và chờ nếu như mà cái mô hình vai đầu vai ngược của nó hình thành thì sau này chúng ta mua lại sau. Nó kiểu như VCI ấy vẫn kỳ vọng là vai đổ vai ngược. Hay thì vẫn kỳ vọng là vai đầu vai ngược. Tuy nhiên chốt lời thì vẫn ưu tiên chốt lời quanh 38 rồi chờ về lại sau. những cổ phiếu CTS này hay là VCI hay cả HCM thì khả năng là sẽ tiến lên đến vùng này Sau đó nó sẽ cân bằng Và nếu như mà thị trường test thành công ở quanh 1260 Thì khi nó cân bằng ở quanh vùng này Hoặc là thời gian tới khi mà thị trường tiến lên 1260 Sau đó lúc đó nó mới test lại Thì khi mà test thì có thể test về quanh 1245, 1240 cũng trừ Sau đó hướng lên Thì cũng là cái thời điểm mà nhóm chứng với một số cổ phiếu đầu cơ ấy Hình thành nó hoàn thành xong cái mẫu hình vai đầu vai ngược ấy Thì những cổ phiếu như VTI này Thì nhóm cứ đo từ cái vùng đỉnh đầu này Lên đến vùng này là 8% thì từ cái vùng vai này này lên đến vùng này cũng khoảng 8% anh em thấy không? Nó sẽ xác nhận một cái mô hình vai đầu vai ngược thì target cái nhịp 2 là cũng lên khoảng 37.5 đến 38. Còn target nhịp 1 là quanh cái vùng 34.8 đến 35. Thì đó là hai cổ phiếu đầu tiên mình review trước để anh chị em đang cầm tiền mặt tỷ lệ tiền mặt cao có thể tranh thủ để giải ngân. Nếu như nó xác nhận thì cái tín hiệu xác nhận là như nào? Tín hiệu xác nhận một đấy là ngày mai test đầu phiên rồi cuối phiên nó xác nhận kiểu này. Cuối biết nó rút chân hướng lên Tiệm cận chỉ cần tiệm cận quanh 33.7 thôi Thì đây là một tín hiệu mua rất đẹp của em VCI Hoặc là nhé hoặc là ngày mai kéo luôn mai, Ngày mai kéo luôn vượt qua 33.8 luôn Thì anh em cứ canh thời điểm vượt qua 33.8 để mua Nếu như ngày mai kéo luôn Thì nhịp nhìn một ấy thì vẫn canh lên đến 34.8 đến 35 Chốt lời nhìn một Chờ vào lại sau Để tránh cái trường hợp lỡ chẳng may nó vận động kiểu như giống như CTS ở nhịp này Tiến lên đến cản đúng không? Tiến lên đến cản thì sau đó nó giảm Một nhịp giảm tiếp diễn giảm mạnh thì cái nhìn một thì vẫn lên chốt vẫn nên chốt và khi mà thằng CT nó tiến lên đến vùng này này nó tiến lên đến vùng 38 này nó gặp cái đường cản chéo mà cản chéo này là cản chéo từ đỉnh nhá từ tháng 6 đỉnh giảm dần thì chúng ta vẫn phải thận trọng vẫn phải ưu tiên chốt thế ở thằng CT nếu như anh em có mua ở vùng hiện tại thì thăm dò trước hoặc có thể canh nếu như ngày mai mà lấp xong cái gap ở 34.8 này thì canh giải ngân một phần thăm dò và nếu như cuối viên nó xác nhận hướng lên anh em lấy thêm gia tăng thêm tỷ trọng cái hai cổ phiếu mình phân tích mà mình đang nhận thấy là nó đang có cái mẫu hình Nó hoàn thành xong một nửa cái mẫu hình vai đầu vai ngược rồi Nó hướng lên đến đây Sau đó nó tiếp tục làm một nhịp test Thì nó sẽ hoàn thiện một cái mô hình vai đầu vai ngược Thì gian tới nhá Khi nó hoàn thành xong cái mô hình vai đầu vai ngược Thì nhịp hai nhịp một là từ đây đến đây khoảng 10% Nhịp 2 là từ cái vùng vai tiến lên vùng này là cũng khoảng khoảng 8 đến 10% sau đó nó sẽ xác nhận cái mô hình vai đầu vai ngược còn sau này khi nó tiến lên vùng này lúc đó chúng ta tính tiếp về việc là liệu thời gian tới nó có vượt đỉnh bước vào còn giai đoạn chạy nước rút hay không sau này tính tiếp còn giai đoạn này thị trường vẫn suy yếu dòng tiền vẫn là suy yếu thì chúng ta vẫn ưu tiên tỷ trọng vừa phải kiếm lợi nhuận khoảng 5 đến 7 đến 10 trăm trong ngắn hạn anh em nhá Đấy, là hai cổ phiếu đầu tiên mình chia sẻ với anh em và để xác nhận cái điểm tham gia ngay có thể ngay phiên ngày mai nhá để xác nhận điểm tham gia tín hiệu tham gia có thể ngay phiên ngày mai nó sẽ xác nhận luôn và để tránh cái tình trạng mua mua thì nếu như anh chị em chưa thuộc hệ thống khách hàng qua chưa đồng hành cùng qua thì nhớ làm theo hướng dẫn cho màn hình để chúng ta cùng đồng hành cùng nhau nếu như nó mà xác nhận nó sẽ giúp chúng ta cùng nhau lên tàu và mang về khoản lợi nhuận để chốt lời năm đến bảy biết tới là có thể chốt lời rồi anh em nhé đây là cd đấy là vci là hai cổ phiếu đầu tiên cái thằng cổ phiếu thứ ba là cái thằng hcm hcm hôm nay nó vẫn giữ giá khá là tích cực đấy Đóng cửa 28.15 Ngày mai có thể đầu phiên Nó nhúng xuống luôn cái vùng 27.8 Lấp cái gáp này này Cuối phiên nếu như ngày mai chưa nổ ngay nhá Ngày mai chưa nổ ngay mà cổ phiếu nó không giảm quá mạnh Áp lực bán nó chưa xuất hiện Và cuối phiên nó rút chân đường lên Có khi kể cả đánh ngắn vẫn có thể dồn vốn luôn Canh lên đến quanh 29.5 cộng chửi chốt lời 5% lần thôi Cái tỷ suất lợi nhuận nó không bằng được như VCI Không bằng được như CDS nhưng khả năng cao là sẽ tiến lên được đến quanh 29.5 cộng trừ để anh em tranh thủ anh em chốt lời. và sau này nó hoàn thiện xong cái mô hình vai đầu vai ngược thì về bản thân là thằng HCM nó cũng đang hoàn thiện được một nửa cái vai đầu vai ngược rồi. Đến sắp tới thì tiến lên đây sau đó hoàn thiện nốt cái vai bên phải. Cái khả năng khá cao là nó sẽ tiến lên, tiến lên đến cả nó cự quanh đường năm 50 ngày. Ngắn hạn thì tạm thời chúng ta ưu tiên tiến lên đến quanh cái đường năm 50 ngày để chốt lời cái đã. HCM VCI CTS này. FTS thì có thể nó cũng hình thành một cái mô hình vai đầu vai ngược Tuy nhiên biên độ của thằng này thì nó hơi hẹp, nó hơi nhỏ Nên kỳ vọng nó không lớn lắm Nên nhịp này thì mình không ưu tiên thằng FTS lập Ưu tiên ba của yếu kia kìa, anh em nhá MBS khi đó thì khả năng MBS nó cũng lên MBS thì nó đang hình thành mà Đang hình thành anh em thấy không Thì target cũng lên đến quanh 29 Dư địa tăng của nó thì có thể khoảng 4-5% Nó ngang ngang của HCM Nhưng mình thì mình thích thằng HCM hơn Nhiều này thích thằng HCM hơn biết ai thì anh chị em có thể kỳ vọng cái lối đánh của nó nó tương đồng với cái cái hồi này này, cái hồi đầu tháng 7. Thì cứ canh có thể thằng biết ấy nó chỉ kéo lên được quanh 46 thôi, chỉ kéo lên được quanh 46 thôi. Kéo lên đây ấy thì khả năng là các cổ phiếu kia nó kéo mạnh lắm. Kéo mạnh lắm. Nên biết ai không phải ưu tiên của mình. Đó là ba cái cổ phiếu đầu tiên mình muốn chia sẻ với anh em và nó đều thuộc cái nhóm chứng. Tiếp theo là cái cổ phiếu thứ tư là cái thằng phát đạt phát đạt thì tuy nó đang hoạt động theo một cái kênh là kênh giảm kênh tích lũy giảm nhưng cũng có thể kỳ vọng nếu như là thị trường hướng lên vì kết phiên ngày hôm nay nó đóng cửa một cái trạng thái tham chiếu nếu như ngày mai ấy, đầu viên mà nó có giá đỏ tiếp tục test lại về quanh 21.1 nó không bị giảm quá sâu không nên thủng nhá không nên thủng 21 sau đó nó có cái xu hướng test hướng lên thì anh chị em có thể tham gia và kỳ vọng lên đến quanh 22.5 để chốt lời Đấy với thằng phát đạt lên đây khoản lợi nhuận có thể kỳ vọng mang lại khoảng 6 5 đến 6 phần trăm nhá phát đạt này đất xanh thì bây giờ phải chờ test thôi bây giờ mình còn đang cầm 50 phần hôm qua thì chốt mất nửa của nó rồi trong thời gian tới mà có test thì mới mua được anh chị em nhá tiếp theo là một cổ phiếu nữa và cổ phiếu này mình đang thấy cái vận động của nó đang khá là tương đồng với cái hồi năm 2021 nó hoạt động ở trong một cái nền tích lũy biên độ rộng khoảng 20 đến 25 Tuy nhiên ở cái giai đoạn tháng 7 hồi năm 2021 Thị trường chung của giai này nó giảm rất là mạnh, nó rũ rất là mạnh Nên có thể là thằng SSC ấy, nó không giảm mạnh về cái vùng 38 38 đến 38.5 trong thời gian tới Mà nếu như mà nó test lại về quanh cái vùng 39 là anh em cũng có thể tham gia rồi Về quanh 39 là cũng có thể thăm dò, có thể gom dần rồi Và kỳ vọng là sắp tới Thằng SSC nhịp này nó test lại thì mới mở ra cơ hội Cái nếu không test thì không mở ra cơ hội đâu Cái nhịp tăng vừa rồi là cái nhịp tăng hưng phấn nhiều cái thông tin về ông Donald Trump, ông Đỗ Nam Trung, ông ấy đắc cử tổng thống cho nhiệm kỳ mới. Cái nhịp kéo lên vùng 43 44 vừa rồi ấy, nó kéo có mấy phiên thôi. Nhưng cái nhịp rũ này là để rũ bỏ những nhà đầu tư đeo bám ở trên vùng này ra. Thì phải sau khi rũ xong hoặc là một vài phiên tới nhá, nó cân bằng ở quanh vùng này. Ngày mai có thể đầu phiên đỏ, cuối phiên cân bằng, đóng cửa quanh cái vùng tham chiếu ngày hôm nay hoặc là tăng nhẹ một chút thì khả năng sau đó nó sẽ kéo tăng thì em canh để vào cái vùng này nếu như nó không nó không giảm về 38.5 đến vùng 39 khả năng thì giảm về quanh vùng này ngay trong ngắn hạn là hơi khó vì nếu như giảm về đây thì khả năng là thị trường nó suy yếu theo vì cổ phiếu này cũng là một trong những cổ phiếu có tính chất vận động theo cái xu hướng của thị trường chung nên nếu như mà thị trường nó tăng ấy thì khả năng là thằng SJC nó cũng sẽ đi theo cái xu hướng xu thế của thị trường thì cổ phiếu này cũng là một trong những lựa chọn anh em cần phải chú ý ngày mai mà đầu phiên không thủng vùng 40, sau đó cuối phiên hướng lên quanh vùng 40.5 cộng trừ thì anh em có thể tham gia. Tuy nhiên mua thì ưu tiên tỷ trọng vừa phải thôi. Còn chờ nhịp tới có thể nó lại tiếp tục hướng lên đến quanh đây này, sau đó lại tiếp tục test lại và cái nhịp test tới nó thu hẹp dần biên độ lại thì anh em canh cái nhịp tới để gọi là đánh có thể đánh tục lực luôn. Nếu như anh em mua FSC ấy thì ngắn hạn thì vẫn ưu tiên lên quanh vùng 43 chốt lời, chốt lời chờ nó test lại rồi câu hở mua lại sau em nhá, thằng SZC cũng là một trong những lựa chọn anh em có thể chú ý trong thời gian tới. KBC thì hôm nay tiếp tục hoạt động tích cực này, anh em có thể canh giá đỏ để tham gia. Với thằng SZC và KBC cũng như một số cổ phiếu khác cùng dòng, DTD đang hoạt động tích cực này. Mình nhận thấy là cái khả năng nhóm bất động sản khu nghiệp nó chuẩn bị nó tăng khá là cao, nên anh em chú ý cho mình nhá, chú ý thằng SZC, KBC và DTD hay một số cổ phiếu bất động sản khu nghiệp khác khả năng là sắp tăng đấy. Anh em chú ý cho mình nhóm này nhá một số cổ phiếu chứng khoán như VCI như CDS ACM. Thứ hai là Phát Đạt này, đó xanh thì uh, vùng này mua nó hơi rủi ro. Và thứ ba là nhóm bất động sản khu nghiệp ưu tiên những cổ này thôi. Banh nhịp này anh em mua thì cái biên độ lợi nhuận mang lại nó khả năng nó không cao lắm. Có MBB nếu như anh em mua ở vùng này rồi kỳ vọng lên đây khoảng lợi nhuận khoảng 3%. 3% nếu như anh em chấp nhận thì anh em mua nên quanh vùng 24.8 để ưu tiên để chốt lời với cái thằng MBB. Tiền vòng bệnh vậy. Tiền vòng mà ngày mai vượt lên được thì đẹp quá ngày mai mà đầu viên test lại nhẹ chút cuối viên đóng cửa quanh vùng 16 sáu ba cao nhất viên thôi là anh em canh để anh em múc nếu như ngày mai mà test nhá đánh theo kiểu là ngày mai tạo thế squat ấy thì khả năng là ngày kia là sẽ kéo tăng ngày kia mà không kéo được thì không còn từ gì diễn tả với thị trường này nữa ai ăn cả không cho nhà đầu tư ăn uống gì cả anh em nhá đấy là những cái cổ phiếu mà mình phân tích mình chia sẻ đến cho chị em Để hy vọng là anh em có thể tận dụng được và mang về lợi nhuận trong thời gian tới là nếu như anh em yêu thích cái phương pháp đầu tư của qua anh em nhớ làm theo ngay cái hướng dẫn trên màn hình không là lỡ đấy một hai phiên tới mà nó xác nhận mà anh em chưa về đồng hành cùng quang mà lỡ mua muộn thôi bác kiểu nếu như thị trường nó hoạt động như kiểu hồi tháng 7 anh em mua muộn thôi là vẫn hoàn toàn có thể gặp phải rủi ro anh em nhá và theo dõi video đến giờ này nếu như anh em thấy cái video hữu ích thì nhớ để lại cho quang một chút like subscribe kênh và chia sẻ video này đến mọi người để mọi người có thêm cái ý tưởng về đầu tư trong một vài phiên tới cảm ơn anh em đã theo dõi